Ở tập trước, Lộc đã cosplay thành Tề Thiên Đại Thánh và lấy nickname là Tôm Ngộ Lộc. Thế là mình đã lập tức đi qua địa ngục để tìm kiếm người anh em thất lạc Trừ Bát Giới. Sau đó, mình còn trở về và vượt thêm một chuyến. Mình đã vô tình triệu hồi một con yêu tinh mực đen xì lì. Thấy vậy thôi chứ nó mạnh lắm các bạn ơi. Nhưng mà với hào quang nhân vật chính thì mình đã giúp cho nó một vé đi chuyển sinh luôn rồi. Tưởng chừng đó là một ngày tuyệt vời, thế nhưng mình đã ẩu tả làm cho bé ngựa ngậm củ chuối luôn rồi các bạn ơi. Mình báo quá báo rồi, mới ngày nào nói bảo vệ mà bây giờ để ẻm lên bảng điểm số. Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì tiếp tục chặng đường hiệp sĩ chiến sinh cùng với mình thôi nào. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft hiệp sĩ chuyển sinh. Và ở tập trước thì chúng ta đã có một người bạn đầu tiên phải kiểu như là hy sinh các bạn ạ. Thiệt tình luôn, mình cũng không muốn nhưng mà tất cả cũng do mình á. Và đó cũng là một cái bài học cho mình từ đây tới cuối hành trình hiệp sĩ chuyển sinh á. Và hôm nay thì chắc mình sẽ tiếp tục lên đường để chúng ta tìm kiếm cái đấu trường cổ đại, nơi mà chúng ta sẽ có thể diễn ra rất là nhiều trận chiến trong tương lai. Tuy nhiên thì hiện tại trời đang mưa khá to các bạn ơi, nên chắc là mình sẽ làm giấc trước khi đi ha. À, ngoài ra mình còn có được một cái soul core từ tập trước sau khi đánh bại một con boss bí ẩn ha. Và coi nào, và sau khi nghiên cứu thì mình thấy chắc là bây giờ mình sẽ thay vì làm lưu hái thì mình sẽ làm cái quyển sách này đi các bạn ạ. Biết đâu đây là một quyển sách tốt hỗ trợ mình trong cái chuyến đi ngày hôm nay thì sao. Vũ khí thì mình đã có cây thương nè, còn không là cái thanh kiếm cực tốt rồi. Lựa chọn này mình nghĩ chắc sẽ hợp lý đó. Rồi, và công thức của nó thì mình sẽ cần có 2 giấy hả. Rồi, sau đó thì ghép lại thôi. Tan tàn, chúng ta đã có được quyển sách bí ẩn này rồi các bạn ơi. Wow. Ủa nó làm gì vậy? Ê, vậy thôi hả? Khá là bí ẩn các bạn ơi, mình chưa rõ công dụng của nó lắm. Nhưng mà mình thấy là nó không gây sát thương rồi đó. Để mình tìm hiểu thử coi. Quay, quyển sách này có vẻ xịn đó các bạn ơi. Nhưng mà bắt buộc mình phải đi khám phá và tìm đối thủ để test thôi. À đây, ngoài này có đối thủ luôn nè. Đó chính là một cái thanh niên kỵ sĩ xương lạc trôi vô cái chuồng mình đang bỏ trống. Rồi, dẫn sức và... Ở đây nè. Quay. Hơi bị chết nha. Đây là một cái quyển sách có khả năng khống chế kẻ địch cực mạnh các bạn ơi. Ôi, đừng. No. À, con Reaper đó. Tấn công nó từ xa cho an toàn. Eo ơi. Nó tính rình nó bập mình hay sao các bạn ơi. Quay. Khi mà mình vừa ngồi xuống mà mình vừa niệm thần chú trong sách á, là sẽ hất tung những cái con quái vật xung quanh các bạn. Nhưng mà trong phạm vi chắc cũng vài ô thôi à, chứ không quá xa ha. Nói chung trong tình huống cấp bách thì quyển sách này cũng có thể phát huy công dụng giúp mình được đó nha. Kiểu như nó cho mình một khoảng thời gian để chúng ta chạy trốn á các bạn. Ok. Còn bây giờ thì trước khi đi để mình nâng cấp nốt mấy cái kỹ năng trong cái cây kiếm cái đã. Hôm qua mình cày cuốc hơi nhiều các bạn, nên là bây giờ cây kiếm của mình còn dư tới đâu 3 cái điểm nâng cấp hay sao á. Ôi, và mới vô là mình đã thấy một cái kỹ năng có vẻ xịn sò các bạn. Từ trên cao mình nhảy xuống á thì sẽ có một cái kiểu như là chấn động các bạn ơi, nghe có vẻ mạnh nha. Lẫm. Tiếp theo một kỹ năng mới nè, kỹ năng này có tên là điêu, tức là mình sẽ phóng ra một cái lá bài có khả năng phát nổ các bạn. Trời. Thần bài à, what the hell. Ở dưới là một kỹ năng nội tại, tuy nhiên nó sẽ cho mình cơ hội cướp được chiến lợi phẩm từ kẻ địch. Wow, tức là kẻ địch đang cầm cái gì, hình như là mình sẽ cướp được cái món đồ trên tay của kẻ địch hay sao các bạn. Và kỹ năng ở cuối cùng, nó sẽ phá vỡ khiên của kẻ địch hết ta, và gây đam liên tục nếu mà phá vỡ thành công. Mình thấy kỹ năng chọi bài chắc là thú vị nhất nè các bạn, nên là mình sẽ chọn nó ha. Rồi, ok. Ui, vẫn còn chọn được nữa nè. Wow, tăng tầm đánh, tuy nhiên lại giảm tốc độ tấn công các bạn ơi. Nội tại này thấy cũng tạm ổn á nha. Lắm. Rồi, giờ thì trước hết để mình sửa cái thanh kiếm của mình lại cái đã. Tương tự ở cái mặt bên này luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ trang bị kỹ năng thôi các bạn ơi. Đầu tiên, kỹ năng nhảy từ trên cao xuống sẽ gây chấn động cực mạnh nè. Còn bên nhánh tấn công thì mình sẽ chọn kỹ năng chọi bài. Ok, test thử luôn. Chủ yếu là mình tìm ra kỹ năng thích hợp cho chuyến đi này các bạn.
Ui, ui. Wow. Kỹ năng chọi bài này là mình chọi xong mình như mình phóng tới cái chỗ mục tiêu luôn hay sao các bạn ơi. Ui, nó phát nổ kìa các bạn thấy không. Wow. Tuy nhiên hơi khó dùng một xíu. Nhưng mà được cái nó là một kỹ năng giúp mình áp sát kẻ địch và tấn công diện rộng khá tốt các bạn ạ. À. Dạ, nhưng mà đòi hỏi mình phải nhắm thật là chuẩn nha. Không thôi dễ ném hụt lắm. Đó. Ồ, ra vậy. Rồi, còn kỹ năng nhảy từ trên cao xuống thì mình sẽ test thử liền luôn ha. Đây, chẳng hạn mình đang trên đọt cây nè, nhảy xuống. Ồ. Thiệt các bạn ơi, nó sẽ tạo ra một cái dư chấn kìa sau khi mình nhảy từ trên cao xuống á. Nhưng mà mình thấy trường hợp đó rất là ít khi dùng ha. Thôi chắc mình sẽ thay một kỹ năng khác đi. Ủa kìa gì đây. Giỡn mặt hả. Nếm mùi kỹ năng mới của ta đi. Đổi kỹ năng khác thôi. Chắc mình sẽ quay lại với kỹ năng lả lướt này quá. Rồi còn bên nhánh nội tại thì mình sẽ thử cái kỹ năng đó chính là tăng cái tầm đánh. Nhưng mà đổi lại đánh sẽ chậm hơn các bạn. Ủa mình thấy mình đánh vẫn nhanh mà. Đây mình sẽ test thử ha. Ví dụ mình đứng trên này mình đánh xuống. Ủa dễ gì. Có thể không. Rồi ví dụ khoảng cách này đi. Không tới nha. Hiện tại là cũng cỡ 3 ô nè. Ui. Ê nó xa thiệt các bạn ơi. Ui. Nè có nè. Wow. Đây là một kỹ năng thiên về khả năng chiến đấu nè. Mình sẽ có khoảng cách siêu an toàn luôn. Bọn chúng chưa áp sát thì mình đã đánh được bọn chúng rồi. Yay. Kết hợp với kỹ năng lả lướt này khi còn nữa là vô cùng hoàn hảo luôn nha. Wow wow. Mình đã tìm được combo thích hợp rồi các bạn ơi. Rồi. Tách hai kỹ năng này và chúng ta lên đường luôn cho nóng ha. Rồi, mới có kỹ năng ngon lành. Đi trong màn đêm luôn, không rén các bạn. Mình là tôm ngủ khỉ mà sợ gì. À, định chặn đường hay gì. Xử luôn. À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovegood hay là Unitylet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Eo. Hiện tại mình đang lạc trôi tới một cái vùng đất ta nói nó đen thui thù lùi các bạn ơi. Nó đen hơn mình nữa. Mình đã đen rồi, vùng đất này còn đen hơn mình nữa. Ê. Và hình như đây giống như là cái vùng đất núi lửa các bạn ơi. Ồ. Bảo sao. Chắc đây là tàn dư của những cái đợt phun trào núi lửa nên nó mới ra nông nổi như vậy. Hèn gì. Ủa. Ồ. Ở đây có spawner zombie. Ok. Mình xin, mình xin. Ê, 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 trời, trời, trời. Bon cái bên nữa. Ê, nữa nè. Chắc chỗ này mình để dành lại ha. Nói chung thì mấy khu vực spawner gần nhà thì cứ để dành đi các bạn. Khi nào cần farm quái thì mình cứ ghé qua đây rồi farm ha. Khá tiện. Đỡ phải làm cái máy farm chi cho mệt hết. Hình như đây là gần một cái khu vực núi lửa thiệt nè các bạn ơi. Những dòng chảy mắc mà. Ui da. Ui, còn bị đánh lén nữa. Ông kia. Hên là mình có nâng cấp cái kỹ năng giảm sát thương từ nhung nham các thứ rồi ha. Nên là mình đỡ thốn á. Chứ không thôi là cũng hơi mệt mỏi chứ. Khi mà ha lọt xuống nhung nham đấy. Không đùa đâu. Rồi mình đã băng qua khu vực có rất là nhiều mắt ma rồi. Ôi hình như nó dẫn tới một vùng đất mới các bạn ơi. Ồ có lý gì ta. Hy vọng ở vùng đất mới này chúng ta sẽ phát hiện ra công trình mới. Và sẽ tốt hơn nếu như mình gặp luôn cái đấu trường cổ đại ha. Ê, sẵn tiện mình test cái kỹ năng hôm qua mình mới học đi nhờ. Kỹ năng đó chính là một cái kỹ năng kiểu như mình đánh một cái. Sau đó mình sẽ giữ khoảng cách với kẻ địch ha. Cỡ 20 ô các bạn à, là mình phải chạy ra thiệt là xa. Rồi rồi đòn đánh tiếp theo sẽ gây chón cực mạnh. Ê, nhưng mà mình chưa kịp gây chón kẻ địch ngẫm rồi. Ê cái này chắc phải đánh boss mới thể hiện rõ cái sức mạnh của cái kỹ năng này các bạn. Nhưng mà theo như thông tin của quyển sách thì nó có khả năng gây chón tới 5 giây lận. Mình tin chắc sau này mình mà đánh boss nữ chiến binh cực mạnh kia thì mình sẽ cần tới đó các bạn. Ôi ôi. Oh no. Một cái lữ khách đã bị cái cây này ăn thịt rồi. Trả thù cho lữ khách thôi. Ui tội nghiệp lữ khách không. Đừng qua không kịp các bạn ơi. Ôi 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 ôi. Có lữ khách cầm một cái lữ hái các bạn à. Ây da. Cho tôi mượn cái lữ hái được không bro. Ây da. Còn muốn nữa. À à. Sao muốn đánh nhau vậy. Ây da. Giỡn chơi mà. Quánh thiệt hả. Giỡn chơi mà quánh thiệt. Đưa cái lữ hái liền cho tôi. À không đưa rồi.
Buồn nhờ, tưởng đâu đưa cái lưỡi hái cho mình chứ. Thôi kệ, mình là tôm ngục khỉ nên múa thương đi các bạn. Chứ múa lưỡi hái thì không đúng lắm. Ủa? Ủa xa xa đang còn có cái tế đàn gì nữa kìa. Wow, mình sẽ ghé qua coi thử thôi. Ui, đúng rồi, đây là một cái tế đàn gì nè các bạn ơi. Không biết là nó có dùng để triệu hồi con gì hay không á. Mình đập mang về được không? Oh my god. Ê, ui không, mình đập xong nó bể luôn rồi. Trời trời trời, tìm con quái vật gì nữa vậy? Con quái vật có cái cột tua lôi trên đầu. Trời trời, không có mưa. Chứ gặp đánh nhau với con đó mà ngay trời mưa nó xác định luôn, kiểu gì cũng bị hết sét đánh lay à. Trời ơi, mình quậy quá à. Tốt nhất là mình không nên đập chứ. Ê ê, cho lữ khách này bị ăn hiếp. Ê dạ, mình phải hỗ trợ người ta. Ok. Ê, hình như mình đánh nhầm lữ khách luôn rồi. À, lữ khách tính quýnh tôi luôn hả gì? Quýnh lữ khách luôn. Lúc đầu tính cứu nhưng mà có vẻ thái độ nên là mình xử luôn các bạn. Ê, hình như đây là chỗ cắm trại của mấy cái tên Gnomus các bạn. Ê, có cái sừng của bọn chúng kìa. Mình xin. mình vô tình mượn thôi, vô tình thôi. Giọt thôi các bạn ơi, trước khi bị bọn chúng phát hiện á. Ui, nữa. Lại một lữ khách bị ốc sọt, ấy da. Trời ơi, bọn này nó chơi nó ốc sọt á mà. Không nhận. Bọn này lầy thiệt. Và xa xa lại thêm một cái tế đàn khác kìa các bạn ơi. Ồ, oh, mình còn câu hỏi. Cái tế đàn này nó còn có vẻ là to hơn cái tế đàn hồi nãy nữa. Ê, tôi. Con Sương nhìn chiến vậy. À, đi săn gà lôi à. Con này dám đi săn gà lôi hả? Bảo vệ động vật hoang dã các bạn ơi. Con này mình sẽ combo cực mạnh nó liền. Bốc hơi nha. Có được gì không? À, được cái khúc xương vàng da thôi các bạn. Ok, bảo vệ mấy em gà lôi rồi bảo vệ mấy em dâu ở đây rồi ha. Quá trời quá đất. À, lại là lữ khách mặt nạ trắng kìa. Sao, thích khà khịa không? À, thích khịa à. Bụp lữ khách luôn. Này thì thích khịa hả? Thái độ với tôi cái gì? Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Hơi bị nóng tính đấy. À, ở đây có những cái bột ma pháp gì đó nè các bạn. Ừ, một cái cuộn sách bí ẩn nữa. Chắc mình bỏ túi trước đi. Rồi thêm một cái tế đàn nữa nè. Và lần này mình rút kinh nghiệm rồi. Mình không có đập các bạn ơi, đập là nó bể á. Ê, xa xa có chỗ bọn cướp dân làng nữa. Ui, sói bồm. Wow. Ở đây có nhóc sói bồm nhìn thấy cưng lắm nè các bạn. Có nên dẫn em về không ta? À, thôi đi. Mình đừng có nuôi thú cưng các bạn ơi. Mình nuôi là mình toàn báo hại không đó. Tốt nhất là ngắm ngắm rồi đi thôi á. Trời ơi, cái khu này có vẻ yên bình lắm các bạn ơi. Ừ, có quá trời động vật tự nhiên, từ voi nè, gà lôi, hu, nai, đồ các thứ ha. Tên là không có báo. Có mấy con báo rồi mình xử nó liền. Bây giờ là mình có cái mối thù riêng với mấy con báo rồi, đặc biệt là con báo tuyết các bạn. Ừ. Ê, và chỗ này nó còn cạnh một cái ngôi làng nữa. Wow. Nhưng mà hình như ngôi làng này đã bị bỏ hoang hay sao rồi. Mình thấy có mạng nhện đóng tùm lum rồi kìa. Vậy thôi, mình qua đây đi. Dẹp trừ bọn cướp dân làng này trước rồi đã. Tương tự với mấy tên này luôn. Sau đó thì chui lên trên để coi bọn này cướp bóc được gì rồi. Coi có hàng nóng không. Ui, không có cái gì giá trị hết trơn à. Ui, lại là cái công trình giống như công trình bên kia các bạn. Mình phải qua thăm thính thử. Ui, và nó cạnh một cái ngôi làng khác luôn kìa. Ui, ngôi làng đầu tiên mình gặp trong ngày. Ồ, rồi chỗ này thì khá hơn nha. Có kim cương các thứ các bạn ơi. Ôi, có rương ở tầng trên nữa. Wow, còn gì khác không? Lại là spawner và cái cục onta các bạn ạ. Nhưng mà mình hơi thắc mắc là tại sao nó lại không có quái xuất hiện nhờ. Hay là tại ban ngày nhờ. Nhưng mà thôi, nó có tao vàng thì mình xin. Thêm một cái đầu lâu nữa nha. Ui, mấy cái món đồ bí ẩn này tốt nhất là nên bỏ túi các bạn, nhỡ đâu sau này mình lại cần á. Rồi, sau đó thì đi qua bên làng thử coi. Chỉ hơi tiếc là chỗ này không có cái đấu trường thôi. Có cái đấu trường nữa là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi đây là nhà của ai đây? Sao kế làng vậy? Ô, nhà của một người thú thư hay sao vậy? Ui, có da gì nè. Wow, có vẻ xịn. Mượn đi. Hộp để sách hả? Thôi để lại người ta đi các bạn. Nói chứ mấy cái đó nhà mình có rồi. Không là mình cũng mượn nốt rồi đó. Và ngôi làng này sao mình không thấy dân làng nó hết vậy? Ô, đây có nè. Wow. Nói chung làng này cũng khá là rộng rãi, thoáng đãng các bạn ạ. Ở ngay cái gò đất giữa vùng đồng bằng và cánh rừng yêu tinh luôn mà. Quá là chill ha. Nhưng mà trời sắp tối rồi. Thôi chắc mình lên đường cho kịp các bạn. Chứ ở đây hồi mình báo làng tiếp á.
Ồ, ở đây có một cái diện tích cổng đi ngốt. Ủa, 6 vàng enchant. Wow, ngon vậy. Ui, cũng có Enderman nữa. À, Enderman trên nấp men. Enderman này. Ê, mình mới phát hiện quyển sách này có thiệt chiêu bắn các bạn ơi. Ây ây ây. Ui da, trời ơi, Enderman. À, thích đá không? Thử Enderman luôn. Ok. Ui, giờ chuyển rồi. What the heck. Ừ á. Ừ, nhắc tới Enderman mới nhớ. Ê, tính ra bữa nay mình cũng cần săn Enderman các bạn ạ. Có nên quay xe không ta? Săn Enderman chắc qua địa ngục thì sẽ dễ tìm hơn á, chứ ở bên này thì hơi khó tìm các bạn ạ. Thôi được, tại vì nó quan trọng nên thôi, chắc mình sẽ quay xe đi ha. Đi săn Enderman trước, lấy cái ngọc Ender, chứ bây giờ mình không có cái ngọc Ender nào trong người hết trơn á. Ơi, ảo rồi đó gas, ẩu rồi đó. Nhân hả? Ủa, tôi xong rồi, mình lỡ khịa nhầm. Binh đoàn chư bắt giới rồi các bạn ơi. Oh no. Chạy thôi. Kìa rồi. I see you, Enderman. Ây da, định đá. Định gì đá tôi hả vậy? Hiện tại mặc dù là 4 cái điểm nhạt các bạn, nhưng mà khả năng rơi ra ngọc Ender vẫn chưa quá cao ha. Nó rơi một lần có một cái ngọc ha. Còn kia bắn cái gì? Bắn hả? Dạ. Quyển sách này có vẻ bắn không xa lắm các bạn ơi. Nó bắn mực á. Nhưng mà nó rơi dữ lắm luôn. Hồi nãy lúc mà mình đánh nhau với Enderman bên thế giới thường, mình mới phát hiện cái khả năng này luôn á. Để mình khịa mấy con heo này nữa. Ê, cũng khó chịu phết đó nha. Không đùa đâu. Hất tung nó nè. Ê, hất tung thất bại á. Ây da, anh hút mình. Có thịt heo. Có thịt heo quất luôn các bạn ơi. Im. Và mục đích mà mình đi săn ngọc Ender chủ yếu là để chúng ta chế tạo ra một thứ. Ủa, khoan từ từ, còn thiếu các bạn ơi. Làm thêm bột quy lửa và biến thành mắt của Ender cơ. Đây, mình đã có mắt của Ender. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghép lại chung với đèn linh hồn và gạch đá bản sau. Thế là mình đã làm được Eye of Ghouling. Và cái này nó sẽ tìm chỗ để chúng ta đánh boss trong ngày hôm nay. Yeah. Hơi bị hấp dẫn nha. Rồi, lên đường luôn cho nóng. Nhưng mà khoan, mình phải chọn sang cái nhánh looting các bạn à, để mình cày tiếp khả năng nhặt đồ của thanh kiếm này nữa. Chứ hiện tại khả năng nhặt nó quá là bèo luôn, chưa có đáp ứng được nhu cầu cày cuốc của mình. Và vẫn như mắt của Ender, con mắt Glowling này cũng sẽ có thể bắn ra ngoài được nha. Đó. Ui, mình phải đi xéo về hướng này các bạn. À, mà bây giờ mình mới nhớ ta, bữa giờ mình farm quá nhiều và cũng đã đủ 3 skill point để nâng máu rồi. Để xem bây giờ mình có nâng được thêm máu nào khi mà được hai cái điểm này em nha. Có thêm máu chưa vậy? Không cho thêm máu kìa. Cái này mặc dù cày rất là khó nhưng mà nó không thiên rõ cho mình biết cái khả năng tăng của nó sau khi mình nâng điểm nha. Ôi, bị nghi ngờ luôn á. Không biết có scam mình hay không, chứ mình thấy hiện tại book up skill vẫn là cái chỗ mà nâng cấp kỹ năng ok nhất. Còn cái chỉ số này chắc chúng ta nâng cho vui thôi các bạn ơi. Mình nghi lắm. Tới núi cao rồi nè. Phóng thêm con mắt nữa đi. Ok, nó vẫn bay về hướng này các bạn ơi. Có lý. Hy vọng là đừng có bể nha, tại vì mình có con thôi à. Sợ đó. Ê, kì đây, gì đây. À, test kỹ năng luôn. Rồi, chọt một cái, chạy ra xa các bạn ơi. Cỡ 20 ô. Đến khi nào mà kỹ năng nó đỏ lên rồi. Đỏ. Đòn đánh tiếp theo. Ủa, có chón không? Ủa, đâu có thấy chón đâu ta? Ơ kìa. Mình tưởng sẽ chón chứ. Ui chùi, con dâm bay gì to con vậy? Hất tung không nổi luôn. Ây da. Nhảy lên né đòn trước rồi đó. Chùi, coi kìa, nó đẩy mình kìa. Không được rồi. Phải búp sức mạnh lên. Rồi xài đồ nữa các bạn. Tung nó, hất tung tụi nó. Hất tung nè. Sau đó thì combo thôi. Ui, mình đuối rồi. Hồi máu rồi. Ây da. Bây giờ bắt đầu xuất hiện những cái con quái mà nó hơi bị khỏe các bạn à. Như cái con zombie to con hồi nãy á. Một mình con đó thôi mà đã đủ gây khó chịu cho mình rồi. Dự là chúng ta còn phải đối mặt với nhiều con mạnh về sau nữa đó nha. Ồ.
Lại bị cái con này úp sọt rồi. À, sao bữa nay xuất hiện con này nhiều vậy ta? Con một ít đấy. Thiệt cái tên. Mà mỗi lần nó xuất hiện thì nó còn xuất hiện chung với đồng bọn nữa chứ, mới khó chịu. Ê, hình như mình đã tới nơi rồi hay sao các bạn ơi? Ui thiệt nè, con mát đó nó đã bắt đầu cắm xuống dưới lòng đất rồi. Ê, giờ thì chúng ta cùng nhau đột nhập xuống công trình ngu điên này thôi nào. Mình sẽ cần có một cây xẻng, tiếp theo là một cây cúp. Rồi, đào sâu xuống dưới. Nhưng mà để an toàn thì mình sẽ đào hai ô ha. Tại không biết ở dưới là con gì các bạn. Chở đầu xui gũi nhảy xuống, nó chọt một cái nằm xải lai xác định luôn á. Mệt mỏi nữa. Ê, mày nghe tiếng nước chảy. Ê, vậy là gần đây có cái hang rồi. Ở hướng trước mặt mình luôn nè. Ủa, tới chưa vậy? Ở đây nè, có cái hang. Hả? Ê, có lẽ nào đây sẽ là cái công trình mà chúng ta đang tìm chăng? Wow, mình sẽ tò mò thử thôi. Ui, cái gạch này không đào được các bạn ơi. Vậy là mình phải tìm cái cổng rồi đó. Ủa kỳ ta, mình đi bốn hướng rồi nhưng mà không thấy cái cổng nữa hết. Hả? Ê, hay là trên này? Mình thấy trên này có cái lỗ kìa. What the hell? Đừng nói tôi là phải đi vô bằng lỗ này nha. Ôi thiệt rồi, vậy là phải đi vô bằng cái lỗ này các bạn ơi. Chứ cái tường này là vô phân đập luôn. Hèn gì. Ủa đâu là con quái hay gì vậy? Ây da, có bẫy. Ui dồi ôi, nó bắn tia laser. Ui, ây da. Ê, công trình này nguy hiểm các bạn ơi. Nè, nó có bẫy nè. Mình đi, mình phải để ý ở dưới đất nha. Nửa nó bắn. Nó bắn không né được luôn á. Mà đánh nó thì lại bị phản đam. Ok, ở đây, đây, đánh được rồi. Ok. Đợi hút. Ui, con gì vậy? Ừ hên. Có cái mạng nhện ở đây hợp lý ta. Giúp mình khống chế bọn chúng dễ hơn các bạn. Và chỗ này giống như là một cái thư viện gì đó. Ủa cái tiếng. Ủa cái tiếng gì vậy? Thôi, lấy trái táo trước đi. Tính sao? Ủa, trái táo không lấy được, ok. À đây, lấy được rồi. Bên này nữa. Này, trái táo. Trong thùng có dấu gì không? Không có. Còn trong này là gì đây? Có sách enchant không vậy? Hình như sách thường thôi các bạn ơi. Yêu. Còn gì khác không? Tôi chắc phải đi tiếp á các bạn à. Và vừa đi vừa né những cái cạm bẫy thôi. Không thôi là xác định liền. Chỗ này thì giống như một cái buồng giam ha. Nhìn cũng ghê phết. Ủa, gặp nó nữa nè. Ui da, nó bắn xuyên tường hay sao vậy? Được rồi, né được. Ui du. Rồi, chịu đau một xíu thôi. Rồi chúng ta sẽ hạ được nó ha. Wow, mình không ngờ cái công trình này nó lại nhiều cạm bẫy tới vậy luôn á. Khó chịu vô cùng. Cứ đi ba bước là gặp một cái cạm bẫy liền. Và khó chịu nhất là cái con Sentinel này nè. Đánh nó đã thốn rồi mà nó còn phản đam nữa. Ê, nữa nữa nữa. Yêu yêu. Còn máu rồi. Khó chịu nha. Trời, ngẫm chưa cứu. Ê, nó bắn xuyên tường kìa. Các bạn thấy không? Wow, bọn này nó tìm cách nó bắn mình xuyên tường. Cái cái. Ui da. Này thì tính bắn xuyên tường ta hả? Đâu có dễ. Bắn đi. Bắn nữa đi. Vậy mà bắn nữa đi. Ui, có cạm bẫy đây nè. Mình dọn bẫy trước. Nữa nữa nữa. Đập bẫy nữa. Trong lúc dọn bẫy thì lại đập bẫy. Báo thì chứ. Cẩn thận nha. Rồi, phòng này thì giống như là một cái chỗ đồ rèn vậy đó các bạn. Ừ, chỗ rèn đồ sao á, quá trời sắt nè. Đồ rèn hả? Đậm luôn. Ủa, có room. Có thêm sách các thứ đồ cho mình ha. Đây miễn phí nữa. Rồi, đi tiếp thôi. Rồi, phòng này có hai con lượt luôn cơ. Ôi, ê ôi. Cần đấy, cần đấy. Phải đánh nhanh rút gọn các bạn ơi. À, chịu đau một lần. Còn hơn là chịu đau dài dài. Ok, ở đây nữa. Ông Phim. Trong con này. Hơn là bữa nay mình nâng cấp cái
khả năng đánh tầm xa á, nên là mình tấn công bọn chúng cũng khá là nhanh á. Kìa bên này còn nè. Wow wow wow. À một con à. Một con thì dễ. Thông phiên. Wow. Phần thưởng cho mình khi đột nhập công trình này. Ê. Ê bình tĩnh bình tĩnh. Ở đây có bẫy. Cái đường bẫy nè. Chỗ này thì hình như không có bẫy. Ok, ưu tiên mấy chỗ không bẫy trước ha. Kho báu trước mặt rồi nên là cứ chậm mà chắc nha. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy ngọc lục bảo trước. Xe mỏ chứ bơm. Ba chiếc một lượt, thánh thần ơi. Mình không dám tưởng tượng ví dụ mà mình mở cái rương này sao luôn á các bạn à. Hên cho mình là mình vẫn còn cái đầu lạnh. Và phần thưởng cho mình là rất nhiều ngọc lục bảo, rất nhiều kim cương, rất nhiều vàng, và thêm đồng nữa. Trong rương này thì sao? Có cái nịt. Wow wow, tròn ác đấy, tròn ác đấy. Rồi rồi, hướng này đã xong. Vậy là bây giờ chúng ta có thể đi qua hướng đối diện. Hình như đây cũng là hướng cuối cùng hay sao rồi đó. Ủa, nó dẫn đi xuống lòng đất. Vậy chắc dưới này mới là chỗ có boss hay sao nè. Ê, sao cái phòng bên phải giống chỗ đánh boss vậy? Từ từ, mình hạ con này cái đó. Chính nó các bạn ơi, boss các bạn ơi. Ổn ta? Sao tự nhiên hơi rén rén nhờ? Không sao, mình có hai trái táo vàng, enchant, rất nhiều lọ máu, và còn có sách phép nữa. Tự tin mà chơi thôi, búp sức mạnh vô. Ok, chuẩn bị nào. Ui, mình không chơi boss thất bại rồi. Ai. Ui, mặt con này 100 máu, 150 máu. Ui, ui, ui. Không sao, sao, mình làm được, mình làm được. Ui da. Áp sát nó nè. Lấy kiếm mà chặt thôi các bạn. Ok, sắp được rồi. Wow. Mặc dù đây là boss canh giữ công trình nhưng mà... Từ từ. Lụm đồ, lụm đồ. Nhưng mà khi mà nó gặp mình nó cũng tắt điện thôi. Wow, công nhận nâng cấp cái tầm đánh lợi thì các bạn. Mình có thể giữ khoảng cách và đánh cực kỳ tốt luôn nha. Boss không đụng vô người mình được luôn. Yay. Và phần thưởng cho mình sau khi đánh bại nó là một cái Ancient Dry Crystal. Và dùng để chế tạo một cái vũ khí hay sao á. Wow wow. Tuyệt clever đấy. Rồi, và chỗ này coi coi. Hình như không có dấu rương ha. Chắc ở dưới này chỉ là cái căn phòng mà boss cư ngụ thôi các bạn. Vậy thì thôi, chúng ta lên trên thôi. Công trình này đã được mình phá đảo thành công các bạn à. Yes sir. Tuy nhiên, có một cái vấn đề các bạn à. Là xét giáp tôm ngụ khỉ của mình nó sắp hư rồi. Oh no. Mình phải nhanh chóng về nhà trước khi giáp hư thôi các bạn. Đi khám phá mà giáp hư như vậy không có an tâm một xíu nào luôn á. Ê, trên đường trở về thì mình đã tìm được cái công trình mà mình săn tìm từ hôm qua tới giờ các bạn. Đó chính là đấu trường cổ đại. Ông lợt đi đâu được rồi. Kìa, nó cao dễ sợ. Ê, ê, anh Sáu, bình tĩnh anh Sáu. Bình tĩnh. Tôi kêu anh bình tĩnh rồi. Anh không bình tĩnh thì cho anh ha. Anh cá sấu 7 món luôn. Ê, nữa, anh Sáu nữa nè. Ok, kệ tha anh Sáu đi. Giờ mình quan tâm là cái đấu trường này nè các bạn. Yay. Càng lại gần càng thấy cái đấu trường này bự các bạn ơi. Wow. Vậy là sắp tới có nơi để chúng ta quẩy rồi. Coi kìa. Wow. Xịn các bạn ơi. Và trong đó hình như còn cái spawner thì phải. Chắc là mình phải vô trong đập spawner á. Chứ không thôi, khi mà mình chiến đấu sẽ bị làm phiền. Mình không thích điều đó tí nào các bạn. Không có cửa vô hả? Ui, ở đây không có cửa các bạn ơi. Vậy thì mình phải tự tạo cửa cho mình rồi. Ê, cái gì? Đéo. Ây, cái con đuôi ấy. What the heck? Đúng không? Rồi, đây là cửa ra vào ha. Spawner ngay này, đập luôn. Trời ơi, con phát tôm gì mà bự vậy?
Oh my god. Cho nó ăn mực. Cho nó ăn mực liền. Bắn đi. Trời, Phantom mà bắn cung kìa các bạn. Ảo thật đấy. Ui sao nó trâu vậy? Hay là tại mình yếu ta? Ôi áp sát đi, áp sát đi. Nhảy với nó làm gì? Ok. À, có con xương ở trên đó, hèn chi. Ok. Thử gọn liền. Mấy con này thì chuyện nhỏ đối với mình thôi. Ok, vậy là mình đã clear được cái spawner rồi các bạn. Và đấu trường này bây giờ sẽ là đấu trường của mình. Sắp tới thì nơi này sẽ diễn ra rất là nhiều trận thách đấu nha, nên là các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì đi về thôi các bạn, giáp hư tới nơi rồi. Nói chung hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời ha, bởi vì mình không có ăn hành các bạn, mà còn bán hành cho cả boss cơ. Đã vậy, mình còn tìm được cái đấu trường, nơi mà sắp tới sẽ diễn ra rất là nhiều trận thách đấu, nên là mình cần phải chuẩn bị thật là kỹ càng cho những ngày sắp tới đây. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày siêu may mắn như vậy. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo, hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cái sự may mắn này ha. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.